Từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới, đồng thời thực hiện chi trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm trừ lĩnh của tháng 7 năm 2023 cho người hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đợt này, toàn tỉnh có trên 51.000 người được điều chỉnh tăng từ 12,5% đến 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 42/2013 của Chính phủ. Trong đó, mức tăng 12,5% áp dụng với người hưởng lương hưu, trợ cấp từ tháng 12 năm 2021 trở về trước. Mức tăng 20,8% cho người hưởng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước năm 1995 sau khi điều chỉnh lương dưới 3 triệu đồng được tăng thêm để đạt 3 triệu đồng một tháng nhằm bảo đảm để các đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp, lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định. Được biết, trong kỳ chi trả này, Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Bưu điện bố trí gần 270 tỷ đồng và bổ sung chi tăng lương tháng 7 là 56 tỷ đồng chi trả lương hưu và trợ cấp.